quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não xảy ra khi máu và oxy cung cấp cho não bị gián đoạn đột ngột, khiến một phần hoặc toàn bộ não bị tổn thương. Người bệnh sau cơn đột quỵ thường chịu những di chứng nặng nề như là liệt, tàn phế, rối loạn ngôn ngữ hoặc nặng hơn có thể sống thực vật, thậm chí là tử vong. Đột quỵ ở người lớn tuổi là tình trạng diễn ra khá phổ biến hiện nay. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, bệnh lý này là một trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở xứ cờ hoa. Có gần 70% trường hợp người trên 65 tuổi bị đột quỵ và phần lớn những người sống sót sau biến cố này có thể phục hồi chức năng theo thời gian. Mục đích của việc phục hồi chức năng là tận dụng tối đa khả năng của người bệnh sau đột quỵ. Phục hồi chức năng sớm và đúng cách sau đột quỵ giúp nhiều người lấy lại được nhiều chức năng. Vậy phục hồi chức năng sớm và đúng cách là như thế nào? Cùng lắng nghe những phân tích của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối với người già thì cơ thể người ta gọi là rất là mong manh, dễ vỡ. Hay nói cách khác là gì? Cái sức khỏe không được tốt như hồi trẻ. Vì không tốt như thời trẻ như vậy cho nên là luôn luôn là phải có sự phòng ngừa bệnh. Cái quan trọng nhất là phòng ngừa bệnh. Còn đến khi mà đã xảy ra đột quỵ rồi thì chúng ta biết là đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau các bệnh lý về tim mạch cũng như là ung thư. Tuy nhiên là để sau khi mà sống sót sau đột quỵ thì những cái di chứng, những cái ảnh hưởng của đột quỵ do ảnh hưởng của đột quỵ cho người già là rất là nhiều. Chúng ta biết đó là ảnh hưởng đến về vận động. Người già không thể nào, những cái người đột quỵ thì không thể nào đi lại được bình thường nữa, mà đi bị liệt nửa người thì dáng đi liệt nửa người, đi chân cao chân thấp, rồi tay không vung vẩy được, rồi còn bị các vấn đề liên quan đến không nói được, không nuốt được, không ăn uống được như bình thường, hay là không thực hiện được các sinh hoạt hàng ngày. Đấy là những cái mà chúng ta thường gặp ở các bệnh nhân xảy ra đột quỵ. Nếu như chúng ta biết được những cái tình trạng như vậy, những cái khó khăn, những cái khiếm khuyết mà người già bị đột quỵ như vậy thì chúng ta phải có những cái tư vấn thật là đúng bằng cách là phục hồi chức năng sớm và đúng cách. Vậy phục hồi chức năng thế nào là sớm và đúng cách? Đó là gì? Sau khi bệnh nhân bị đột quỵ thì tùy vào từng tình trạng của bệnh nhân mà chúng ta cho bệnh nhân tập luyện ngay sau 24 đến 48 giờ. Đấy là để giúp cho bệnh nhân phòng tránh được các biến chứng do vấn đề không gập duỗi được chân bình thường, tay bình thường. Bệnh nhân sẽ bị hạn chế vận động các khớp, ví dụ như là rất là đau khớp vai, ví dụ như là teo cơ, ví dụ như là cứng khớp. Đấy là những cái biến chứng. Còn bệnh nhân mà nằm mà không được ngồi dậy, không được hướng dẫn những cái tư thế đúng, những cái lăn trở đúng, bệnh nhân có thể bị lét do đè ép. Đó là gì? Đó là bệnh nhân có thể bị lét ở những cái vùng mà xương sát với mặt giường, và những cái vùng đó thì sẽ làm cho bệnh nhân bị hoại tử ở cái khu vực, ở vùng, ví dụ như ở vùng cổ, vùng mà bệnh nhân đi đại tiện tiểu tiện ẩm ướt ra và lét. Và lét như vậy thì dẫn đến là ảnh hưởng đến khả năng hồi phục trở lại. Vì vậy cho nên là hồi phục sớm đó là phải hồi phục sau, ngay sau khi 24 tiếng đến 72 tiếng, trong vòng 24 đến 48 tiếng là tốt nhất. Và cũng tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Và chúng ta cũng biết rằng là gì? Đối với cả người già ấy, thì trời lạnh thì chúng ta sẽ phải luôn luôn phòng ngừa để cho giữ ấm cho người già. Không để cho người già đi ra ngoài trời mà mặc quần áo quá là lạnh. Khả năng điều nhiệt của người già sẽ kém hơn người trẻ rất là nhiều. Vì vậy nên là luôn luôn phải theo dõi thời tiết để giữ ấm cho người già. Cái nữa là không để cho người già tắm quá là khuya. Và một cái nữa là luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ cho người già có thể tập những cái bài tập mà thật là phù hợp với tình trạng của họ sau khi mà bị bệnh như vậy.